Cô Michelle thì các bạn thì mình là Hà. Và hôm nay tiếp nối với chuỗi series những cái bài tập của Hà của bộ môn nghiên cứu con người, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái một cái phần tiếp theo là ở trong cái từ ethics. Cái từ ethics thì ở chúng ta đã nghiên cứu phân tích là mổ xẻ ở trong những buổi học trước, thì từ ethics thì nó có rất là nhiều nghĩa. Luân lý thì thứ ba về đạo đức, nó là lễ nghi, hay chúng ta có thể là coi nó là về công lý, là về pháp luật. Và hôm nay thì vẫn đi sâu và xoáy sâu thì mình sẽ tìm hiểu và phân tích và nói cho mọi người đó là một cái từ ethics này, thì ở đây sẽ đào sâu về phần đạo đức. Thì cái đạo đức ở đây thì nó ở trong mỗi con người. Phẩm đức, xong rồi đến đức hạnh. Phẩm đức, đức hạnh, nhân cách, đây chính là ba từ vô cùng quan trọng của đạo đức. Phẩm đức, đức hạnh, nhân cách. Vâng, mình xin nhắc lại và nhấn mạnh ba cái từ này. Thì ở đây phẩm đức nghĩa là gì ạ? Phẩm đức là đức hạnh rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái phẩm đức đó là cái nhân phẩm của chúng ta, nhân phẩm của chúng ta. Còn đức hạnh là rõ rồi, đúng không? Đức hạnh đó là những cái trong con người của chúng ta, những cái thứ mà liên quan đến việc thiện trong người của chúng ta. Chúng ta thường nói là người này người kia đức hạnh, đúng không? Đấy, thì đấy là thông qua sự đánh giá của những người ở bên ngoài và dưới cái góc nhìn chung, dưới cái hệ quy chiếu chung của xã hội. Và một người thành công dù có thế nào đi nữa, có giỏi hay nhiều tiền đi đâu đi nữa, nhưng mà không có đạo đức, không có được ba phẩm chất là phẩm đức, đức hạnh hay nhân cách mà không tốt, thì người đó thứ nhất mặc dù tiền bạc rất nhiều nhưng người đó bao gồm bảo là có tài. Lúc đầu thì đến trọng dụng nhưng vì sau thì sẽ bị tập thể sa thải. Anh có tài thật nhưng đạo đức cái thứ anh không có, anh sẽ bị sa thải, đúng không? Và những người này nếu mà ở trong tổ chức lâu thì nó vô cùng là nguy hiểm, vì họ bất chấp tất cả mọi thứ để họ có thể đạt được cái mục đích của mình. Và người ta bảo là ngay cả cái bản thân họ cũng sẽ không được yên. Dù mình nhắc lại cái câu nói này mình rất là thích, đó là bạn dù có làm cái việc trái nhưng bạn có thể là thoát được cái tòa án của công lý, tòa án của xã hội gọi là pháp luật, nhưng bạn sẽ không bao giờ thoát được cái sự dây dứt ở trong cái tòa án ở cái lương tâm chính bản thân bạn, tòa án của lương tâm, đúng không ạ? Và người thành công và nỗ lực hàng ngày, và những người cũng nỗ lực về cái phẩm đức, thì ở trong một con người chúng ta cần phải có hai cái thứ, là con người này phải trung hòa và cố gắng và phát triển. Khi đó khi người cùng cố gắng và phát triển thì nó sẽ để tạo lên được cái hạnh phúc của chính bản thân các bạn, đúng không ạ? Khi một người thành công và có phẩm đức nữa sẽ được mọi người tôn trọng và kính mến, dù có giỏi đến đâu nhưng không được sự tôn trọng của mọi người thì cũng vứt, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải là trau dồi đạo đức, trau dồi những phẩm chất đức hạnh, những phẩm đức hay là nhân cách, thì chúng ta mới có thể thành công và hạnh phúc được, đúng không ạ? Làm việc phải đúng cả lương tâm. Và khi mà chúng ta làm việc ấy, chúng ta làm việc như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được giá trị cho xã hội.
làm việc phát triển là chúng ta thứ nhất là từ có lợi ích cho chúng ta trước, đúng không ạ? Và lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho cộng đồng này mà xuất phát từ cái tâm của chúng ta nữa, thì cái việc đó nó sẽ có vô cùng là có giá trị, và hạnh phúc này nó sẽ lan tỏa đến bản thân của chúng ta sẽ được hạnh phúc và khiến cho cái giá trị những người chúng ta tạo ra xã hội được hạnh phúc. Và có như vậy thì từ hạnh phúc của chính bản thân của chúng ta nó sẽ lan tỏa ra khắp tất cả những mọi người xung quanh và khiến cho mọi người chúng ta cùng hạnh phúc, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để làm việc lấy giá trị thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đưa bản thân của chúng ta vào khuôn khổ. Tức là như nào chúng ta có thể sử dụng những cái về con voi quản trị công việc, cái cách rất hay mà mình đã được học của cô Hảo và thông qua bạn Phương về con voi quản trị công việc. Và ở đây hạnh phúc khi mà chúng ta tạo ra dưới sự nỗ lực và cái đạo đức mà chúng ta có, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hạnh phúc chính mình, và lúc này con người chúng ta sẽ là con người cảm thấy chúng ta cùng tự do, đúng không ạ? Tự do và mình đang nói vừa đấy, mình nói là làm việc được khuôn khổ, nhưng mà con người chúng ta sau khi làm những việc này chúng ta sẽ được tự do và chúng ta ngủ rất ngon. Có thể là khi bạn nói là làm việc một cách nỗ lực như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt, đúng không ạ? Đấy là mệt về thể xác, về trí óc một chút thôi, nhưng mà đến tối chúng ta sẽ ngủ rất là ngon. Còn nếu mà khi mà chúng ta mà làm việc mà chúng ta mà cảm thấy làm việc gọi là chúng ta làm trái về đạo đức ấy, hay là cảm thấy mà lúc nào cảm thấy ăn năn hối lỗi, vậy thì hỏi chúng ta ngủ có ngon không ạ? Ngủ không thể ngon được, mình chắc chắn là như vậy luôn. Và chúng ta sẽ cảm thấy day dứt và có cái gì đó nếu mà liên quan đến luật nữa, chúng ta còn vô cùng cảm thấy là lo sợ, đúng không ạ? Có như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Bây giờ biết trong là ngủ là vì con người chúng ta có sống được bao nhiêu lâu đâu, đúng không ạ? Vậy thì hãy làm những cái gì thật là đúng đắn, hãy làm những cái gì mà cho chúng ta, bản thân chúng ta cảm thấy thoải mái, đúng không ạ? Và chúng ta làm việc một cách cho chúng ta khuôn khổ rồi, chúng ta cảm thấy chúng ta là người tự do rồi, thì một cái điều nữa mà phải dẫn đến những cái này, đó là chúng ta phải luôn chủ động, luôn chủ động hành động. Chúng ta nghĩ là những ý tưởng idea thì chúng ta cần phải hành động để nỗ lực để làm được cái việc đó, chứ chúng ta idea thì nhiều lắm. Khi chúng ta làm, chúng ta có sự chủ động, chúng ta làm việc thì lúc đấy nó mới có thể là clear được cái vấn đề và phát sinh vấn đề của chúng ta. Chúng ta cứ vẽ trên giấy nó màu hồng lắm, đúng không ạ? Cho nên mình các thứ đến lúc chúng ta bắt tay vào làm việc thì nó mới là đúng, đi một cái trật tự thì chúng ta mới dẫn đến được cái sao chúng ta là dần tinh thành người thành công được. Đó là cái chủ động vô cùng quan trọng, chủ động trong công việc, chủ động trong đạo đức và chủ động trong mối quan hệ, đúng không ạ? Chủ động này từ sự chủ động mà chúng ta sẽ focus được những vấn đề chúng ta sẽ gặp phải. Và để thành công một cách đó là chúng ta phải làm việc chăm chỉ kết hợp với cả kỷ luật, kết hợp với kỷ luật đưa chúng ta vào khuôn khổ cùng với cả sự chủ động sẽ dẫn đến chúng ta làm việc tạo ra giá trị từ cái tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một con người thành công và hạnh phúc. Lúc đấy chúng ta có thể lan tỏa hạnh phúc đến mọi người. Vâng, vừa rồi đó là cái phần trình bày cũng như là những cái hiểu biết của mình về cái bài tập ngày hôm nay, đúng không ạ? Và cuối cùng của cái buổi học này thì muốn nói đó là về cái sự tập trung. Về cái sự tập trung thì chúng ta có thể rèn luyện tập trung bằng cách là chúng ta nhìn vào một cái hình tròn vẽ ra, chúng ta không suy nghĩ bất kỳ cái gì cả ngoài việc nhìn vào hình tròn đó như vậy, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn phần đóng góp nhỏ của mọi người. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình rất mong nhận được cái sự đóng góp của thầy cô cũng các bạn để mình có thể là hoàn thiện cũng như là phát triển bản thân mình hơn và mình có cách học hiệu quả hơn. Mình xin cảm ơn thầy cô cũng các bạn.